Video. Video. Cái trái gì vậy ta? Trái trà là hay trái gì đó? Cầm ruột đây. Ở 4-5 ngày nay rồi mới phát hiện ra chùm ruột trời. Nhưng mà nó còn một cây chùm ruột nữa, nó cũng khác chùm ruột này nha. Bứt một trái ăn. Má ơi chua quá. Đây là một cái cây chùm ruột khác đây. Cái chùm ruột này nó giống như là chùm ruột bên Thái Lan hay sao ấy. Chưa có ăn thử nữa, nhưng mà thấy ở trên mạng cái con bé kia nó ăn, bé bé người Thái. Nè, xin cái chú bảo vệ cái trái chùm ruột này thử trái chùm ruột này nè. Vì xin rồi, bây giờ hái thử một trái nè, biết là nó chua lè luôn ấy. Nhưng mà để thử coi sao. Ồ, thấy không? Bây giờ hái một trái bự. À, đây, đó cây mít. Mít đấy. À, còn ở trên đó mấy cái chùm xoài. Xoài nhưng mà cũng thèm lắm, nhưng mà không biết làm sao hái được đây, ở trong khách sạn đây. Chuối. Đây là những cây ớt, sả, thơm, cà chua, húng lủi, tá lã âm binh luôn. Rau ngót nữa, nhìn rau ngót hơi bị thèm nha. Đó. Hôm qua mới thấy cái người làm vườn trồng nghệ này, nhìn nó không có bị sâu ta, còn ở bên anh họ trồng sâu nhiều. Rau quế nữa, có hạt rau quế nữa kìa. Cái cây này là cây gì? Ai biết cây gì không? Bên này có rất là nhiều hoa sứ nha. Hoa sứ rất là thơm. Nó là một vị trà mà ngày xưa hồi nhỏ xíu là Thảo uống rồi. Nhiều hoa nhái. Nhưng mà hoa nhái này thì nó màu hồng màu trắng đó. Nhưng mà nó chưa có bông. Cái trái chùm ruột này nè, ăn nó rất là chua, giống kiểu giống như trái khế. Hoa bông bụp cũng là một loại trà, cũng là một vị thuốc. Bông giấy với bông hoa bằng lăng thì bó tay, không biết nó có là thuốc gì không. Ivy chơi với người Úc.